Hari Won và dàn sao Việt nô nức dự đám cưới của ca sĩ Mia và ông xã kém 3 tuổi. Vào tối ngày 9 tháng 1, đám cưới của nữ ca sĩ Mia đã diễn ra tại một khách sạn sang trọng tại thành phố Hồ Chí Minh. Không gian tiệc cưới của học trò Ngô Thanh Vân được trang trí nhiều hoa tươi và nến tạo cảm giác lung linh. Lối dẫn vào phòng tiệc được trang trí bởi hoa baby, lan hồ điệp trắng và cẩm tú cầu. Khi lựa chọn tông màu chính cho hôn lễ, người đẹp 9X tránh các tông màu gợi đến cảm giác sến, bánh bèo. Sau khi cân nhắc, cô chọn bảng màu phù hợp với cá tính, sở thích, gồm xanh navy, xanh lá cây và trắng, mang đến vẻ hiện đại và thời thượng. Triệu Vương kém cô 3 tuổi và đang kinh doanh bất động sản, kinh doanh về lĩnh vực sân khấu, âm thanh và ánh sáng. Uyên ương bén duyên từ một cuộc gặp mặt tình cờ ở công ty của Mia và đã có hơn 2 năm tìm hiểu đối phương. Tuy nhiên, thuở mới quen, chuyện tình của cả hai vấp phải sự phản đối của bố mẹ Mia vì chú rể kém tuổi cô. Sau đó, khi gặp gỡ chú rể trực tiếp, gia đình Mia đã chấp nhận mối duyên của đôi lứa vì nhận thấy Triệu Vương là người chân thành, biết quan tâm, lo lắng cho cô. Nhiều nghệ sĩ là đồng nghiệp, bạn bè thân thiết với cô dâu, chú rể đã đến chung vui và chúc mừng hai vợ chồng Mia và ông xã kém tuổi. Cao Thái Sơn, Hằng Biên Bông, Trương Quốc Bảo là một trong những vị khách đầu tiên đến dự tiệc cưới của ca sĩ Mia. Isaac đến chung vui cùng đám cưới của Mia và ông xã Triệu Vương. Hari Won cũng đến dự tiệc cưới một mình mà không có ông xã Trấn Thành đi cùng. Trong hôn lễ, Uyên Ương cũng trải qua các nghi thức cưới truyền thống gồm rót rượu, cắt bánh, chào quan khách tại buổi tiệc.